xã hội nước Mỹ loạn lạc, cái gì cũng có thể đổi trắng thay đen, như là nàng Bạch Tuyết, nàng Tiên Cá, người mà chúng tôi vừa ra video bênh bênh tí mà các bạn chê thế. Hôm nay thì chúng ta đến với một cái phim khác, Dặm Xanh. Một bộ phim mà bạn chỉ cần đen thôi là có tội. Nhân vật chính của phim là một anh chàng da màu to lớn tên là John Coffey. John có một khả năng đặc biệt là chữa lành mọi vết thương, kể cả vết thương vật lý hay là tâm lý. Thậm chí anh còn có thể hồi sinh một con chuột đã chết. Mặc dù sở hữu trong tay một thứ sức mạnh tối thượng nhất trái đất, nhưng mà John bấy lâu nay luôn phải sống trong đau khổ và thậm chí còn phải lãnh một bản án tử hình dù không làm gì sai trái. Tại sao mọi thứ lại ngang trái như vậy? Nếu như bạn cũng tò mò thì đừng đi đâu cả, hãy ngồi ngoan ngoãn trước màn hình để tôi dẫn bạn vào The Green Mile, một trong những bộ phim hay nhất thế giới về chủ đề nhà tù, ngang ngang Shawshank Redemption. Green Mile hay tên thuần Việt là Dặm Xanh là một tên gọi khác của nhà tù có cái tên rất dài này. Nhà tù này được gọi như vậy vì sàn ở đây được lát màu xanh lá và đồng thời cũng là dặm nghỉ cuối cùng của các tù nhân trước khi họ bị hành hình bằng cách ngồi ghế điện. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1935. Nhân vật chính của chúng ta là Paul, đang làm quản giáo tại nhà ngục Dặm Xanh. Paul bị viêm đường tiết niệu suốt nhiều năm. Tức là sao? Tức là anh bị khó đái, mỗi lần đái đau và mất hết tự tin trong chuyện giường chiếu. Cơ mà chuyện đấy chúng ta bàn sau. Và một ngày nọ, khi ông mặt trời hơi nắng một tí, thì một tù nhân đặc biệt được áp giải tới nhà ngục Dặm Xanh. Anh ta có một thân hình đồ sộ, nếu không muốn nói là quá khổ so với người bình thường. Paul nhìn tên tử tù với một nét mặt không thoải mái cho lắm. Phần vì đi tiểu xong vẫn hơi buốt, phần vì chưa bao giờ thấy một tên tử tù nào to lớn đến vậy. Và quan trọng nhất là má thằng chó Percy này lắm mồm bờ lờ. Nói qua về Percy một tí thì thanh niên này là một quản ngục cấp dưới, nhưng mà là con ông cháu cha nên lúc nào cũng ca lắc cất thái độ với cấp trên, ra vẻ tại đây quan hệ lắm, quan hệ rộng. Thế nên là cái thanh niên này không được lòng anh em ở đây cho lắm. Trái ngược với một Percy nhỏ con nhưng mà láo toét thì người tù nhân khổng lồ kia lại hiền dịu một cách lạ thường. John đáp lại những câu hỏi của quản ngục bằng một tông giọng rất là nhẹ nhàng, pha lẫn một chút khổ hạnh của những người thấp cổ bé họng. Đôi mắt thì lại thường xuyên ngấn lệ, cảm tưởng như anh có thể khóc bất cứ lúc nào. Đặc biệt là John có một nỗi sợ kinh hoàng là sợ phải ở một mình trong bóng tối. Nghe xong thì Paul kiểu, bro, các anh có nghĩ là chúng ta bắt đúng người không ấy? Với linh cảm của một người lâu năm trong nghề thì Paul thấy có gì đấy sai sai, nên là anh quyết định đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Thảm kịch hôm đó diễn ra ở một vùng quê hẻo lánh. Hai bé gái của một gia đình nọ đột ngột mất tích, nghi ngờ con mình bắt cóc, người bố đã hô hoán dân làng lục tung cả vùng lên để tìm cho ra thủ phạm. Cuộc tìm kiếm nhanh chóng có kết quả khi mà dân làng bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ ghê rợn. Hai đứa trẻ xấu số này đang nằm trọn trong vòng tay của John Coffey, đầu thì bê bết máu, John thì đang gào thét. Và không cần điều tra gì thêm, John lập tức bị kết án tử hình. Đen thôi, trắng với mẹ đi. Tối hôm đó, Paul về nhà với một tâm trạng đầy băn khoăn và rối trí, không thể hiểu nổi tại sao một con người hiền lành chất phác như John lại có thể gây ra một tội ác tày đình như vậy. Với mớ suy nghĩ bòng bong quanh quẩn trong đầu, cộng thêm nỗi đau luôn ngự trị nơi súng ống, thì John lại một đêm nữa không được gần gũi với người vợ yêu của mình. Vác cái xác khô đến nhà ngục vào sáng hôm sau, công việc của Paul lại tiếp tục bình thường như bao ngày khác. Hôm nay thì anh và các đồng nghiệp có một phát hiện thú vị, đó là trong nhà tù có một con chuột. Đây phải con chuột nhưng mà con chuột. Điểm đặc biệt của con chuột này là nó rất là bạo dạn, không hề sợ người, ném cho ăn gì là ăn đấy, ăn xong rồi lại chui ngược vào căn phòng biệt giam. Tớ nhưng đấy là phòng kín mà, chui vào đấy làm gì? Thế là Paul cùng các đồng nghiệp lôi hết đống đồ trong phòng biệt giam ra để tìm con chuột, nhưng mà chả con chuột nào cả, cũng như là chả có cái lỗ hay là cái hầm nào luôn. Rốt cuộc thì con chuột đã thoát ra bằng cách nào? Paul không biết và cũng chả ai biết, chỉ biết là những ngày sau đó nó vẫn thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người. Dân già này mọi người cũng quen nên chả ai khó chịu với sự có mặt của nó, ngoại trừ Percy. Thanh niên này ghét cay ghét đắng con chuột và sẵn sàng làm mọi thứ để giết nó. Paul rất không hài lòng về thái độ này của Percy. Anh cho rằng những việc như vừa rồi có thể sẽ kích động những tù nhân ở đây. Càng nhắc nhở thì thằng Percy lại càng vinh mặt thách thức, khiến cho Paul và những người khác vô cùng ngứa mắt. Chỉ thiếu nước và lao vào tận trong một trận, nhưng mà thôi, dù gì thì cô em này cũng sắp là người nhà rồi, chuyển công tác, nên là Paul đã nhịn nhục thêm vài hôm nữa vậy. Tạm gác lại những chuyện xàm xí ở chốn ngục tù thì giờ bộ phim mới thực sự bắt đầu. Chuyện là trước mỗi lần hành quyết thì tất cả đều phải tập dượt qua vài lượt để đảm bảo chắc chắn rằng phạm nhân sẽ ra đi nhanh chóng và ít đau đớn nhất có thể. Quy trình hành quyết thì vô cùng đơn giản, phạm nhân sẽ được đặt lên một chiếc ghế công thái học xịn sò được thiết kế đặc biệt dành cho nhà tù. Sau đó thì tử tù sẽ được phép chăn chối vài lời cuối cùng trước khi bị đặt một miếng bọt biển ướt lên đỉnh đầu. Đó là vì bọt biển ướt sẽ giúp dòng điện chạy thẳng qua não của phạm nhân, giúp họ nhanh nhất có thể. Percy thì có vẻ rất là hào hứng với cách hành quyết này. Bố thằng bệnh hoạn. Người đầu tiên là anh kẻ án trong phim là Alan. Alan là người mà Paul khá là yêu mến. Từ khi về nhà ngục Dặm Xanh thì Alan từ một tên sát nhân nay đã hoàn lương thấy rõ. Tuy nhiên thì điều này cũng không thay đổi được gì. Gây ra tội ác thì buộc phải trả giá. Chứng kiến Alan bị hành quyết thì Percy vui lắm. Vui tới nỗi ngay cả khi Alan không còn trên cõi đời nữa thì Percy vẫn ra sức mỉa mai và chỉ rủa. Đến nước này thì mọi người cáu lắm rồi, ai cũng muốn làm và đấm cho Percy mấy phát. Nhưng mà nếu làm thế thì chả khác nào tự nộp đơn xin thôi việc. Nên là Paul đành phải chuyển qua tông giọng năn nỉ, mong Percy sẽ chuyển công tác sớm để lấy lại sự bình yên cho nhà tù. Ông muốn tôi đi đấy, thế thì lần hành hình tiếp theo cho tôi đứng lớp, mấy ông làm trợ giảng thôi, nghe chưa? Xong xuôi thì tôi đi, thế là vẹn cái đôi đường đấy. Paul kiểu ok, miễn là mày cút đi chỗ khác. Trong một diễn biến khác thì tại phòng giam số 7 có một điều kỳ diệu xảy ra mang tên Mr. Jingle.
Và không, đấy không phải tên của ông này, mà là cái tên ông ta đặt cho con chuột kia. Người tù nhân này tên là Dell. Bằng một cách nào đó thì Dell đã thuần hóa và biến Mr. Jingle từ một con chuột bình thường thành con mẹ là SBTC luôn. Thấy con chuột cũng vô hại, Paul cho phép Dell giữ con chuột bên cạnh mình như một dạng thú cưng. Trái ngược với sự vui mừng của Dell thì tối hôm đấy Paul không hề vui một tẹo nào khi mà con cá trà bạc của anh cứ liên tục biểu tình đòi đi khám. Căn bệnh viêm đường tiết niệu đã đến giai đoạn mãn tính, nếu mà không chữa ngay thì khả năng cao là từ giờ đến cuối đời thứ duy nhất anh có thể làm với vợ là ngồi nhìn. Thế nhưng do quá bận, hoặc là một phần cũng do lười, hoặc là có thể là cái hồi đấy kiểu bị bệnh bị cu không muốn đi khám bị xấu hổ ấy, thế là hôm sau Paul lại đi làm bình thường và âm thầm chịu đựng những cơn đau dữ dội. Tuy nhiên một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Ngay hôm đó, nhà tù rậm xanh đón chào thêm một tù nhân nữa tên là Bill Watson. Bill sở hữu một khuôn mặt nhìn phát là biết ngay sống tình cảm. Nhưng mà rồi trong một lần không tình cảm lắm, Bill đã một mình quẩy nát trại giam, đánh gục các cai ngục, rồi cả gan suốt một cú phun nộ vào bộ hạ của Paul. Loay hoay một hồi thì cả đội mới khống chế được con chó điên này. May mắn là không ai bị thương quá nặng, trừ Paul. Cú sút hiểm hóc và con cờ lóc đã khiến bệnh tình của anh trở nặng. Paul gục xuống sàn nhà một cách đầy đau đớn. Bỗng chợt một giọng nói trầm như cách rap của Binz vang lên. Tôi cần nói chuyện với ông ngay bây giờ. Không sao, sáng nay em bắt cháu Long hơi đã bụng tí thôi. Cứu lại đấy. Paul hơi ngại nhưng mà rồi cũng vác dài tới gần John. Gần đến chút nữa. Nghe hơi minh béo một tí nhưng mà Paul vẫn tin tưởng và tới gần. Bất chợt John Coffey ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Paul, tay còn lại thì bóp thẳng vào bộ ấm chén. Đeo thấy vậy thì vội vàng la lên kêu cứu. Thế nhưng mà John vẫn không chịu dừng lại, bóp ngày một mạnh hơn. Mạnh đến nỗi chiếc bóng đèn trên trần nhà nổ luôn. Bây giờ thì John mới chịu buông tay. Nhưng mà khoan, rồi anh bắt đầu hò dữ dội và từ trong vòng họng một loạt tạp chất gì đó trào ra như ong vỡ tổ, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. John nhả xong thì cũng cạn kiệt sức lực, xin phép được nằm nghỉ một lát hồi lại mana. Paul lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhưng mà anh vẫn cảm thấy bản thân như được cập nhật phần mềm. Paul từ từ tiến vào nhà vệ sinh và rồi bất ngờ chửa. Đó là trải nghiệm đi đái sảng khoái và thoải mái nhất của Paul trong vòng 10 năm qua. Trở về nhà trong tâm trạng hân hoan vui sướng, Paul chợt thấy vợ hấp dẫn một cách lạ kỳ. Hóc môn nào trong người trào dâng như thủy triều lúc 8 giờ tối. Đêm nay anh quyết tâm dạy vợ phát âm bằng hết bảng chữ cái từ A đến Z thì thôi. Suốt 19 năm qua, chưa bao giờ Paul có một đêm hạnh phúc đến thế. Và để đáp lại ân nghĩa này của John, Paul quyết định tới gặp luật sư Hammersmith, người đã từng đứng ra bào chữa cho John trong vụ lần này, để lật lại vụ án với hy vọng sẽ tìm được bằng chứng gì đấy để chứng minh là John vô tội. Trái ngược với kỳ vọng của Paul thì tên luật sư kia ngay từ đầu đã không muốn bào chữa cho John rồi. Trong mắt anh thì người da đen không khác gì mấy TikToker. Bình thường là có thể vô hại nhưng mà chỉ cần lên cơn dại là có thể quay ra cắn trộm bất kỳ lúc nào. Hammersmith không phủ nhận John là người tốt nhưng mà anh không tin John là người tốt full time. Paul nghe xong thì biết ngay cái thằng này phân biệt chủng tộc, nên là anh vẫn giữ nguyên quan điểm rằng John là người tốt. Đã trong nghề hàng chục năm nay thì Paul thừa hiểu người xấu trông như nào, và John thì chắc chắn không phải người xấu. Dell và con chuột của mình cũng không phải luôn, nhưng mà thanh niên Bill Watson này thì có. Từ người này qua người khác, Bill tìm đủ mọi cách để phá phách, chọc giận các nhân viên của trại giam. Thanh niên này nhường đến nỗi ca ngục cũng không đến được cái số lần mình phải tống vào biệt giam. Nhưng mà thỉnh thoảng Bill cũng hữu dụng phết, có lần còn dọa cho Percy sợ xón đáy ở quần. Vốn là một thanh niên ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đến nước này thì Percy cũng không thể cao giọng được. Cũng may Paul là người tốt và hứa với Percy rằng những chuyện gì xảy ra ở rậm xanh thì sẽ ở rậm xanh mãi mãi. Cứ tưởng là từ đấy thì thằng nhãi con sẽ biết tôn trọng người lớn, nhưng mà không. Và một ngày đẹp trời nọ, trong khi Paul đang ngồi công tác tư tưởng cho Dell trước khi ông này bị đem ra hành quyết, thì đột nhiên Percy bắt gặp Mr. Jingle trên đường đi và dầm. Percy tung một cú dẫm cực mạnh dí nát Mr. Jingle ngay trước mắt của Dell và những cai ngục khác, rồi thản nhiên bỏ ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc Dell tuyệt vọng nhất thì John đã chìa tay ra và xin phép được cứu Mr. Jingle. Với thứ ma thuật đen của mình thì John đã một lần nữa đem Mr. Jingle trở lại cuộc đời. Trong sự ngỡ ngàng ngờ ngác của các viên quản ngục, xử lý xong xuôi chuyện con chuột, Paul cùng cộng sự của mình tới chỗ Percy để dạy cho thanh niên này một bài học. Hoặc là mày ngoan ngoãn cho tới khi rời khỏi đây, hoặc là mai tao sẽ kể cho cả thế giới biết mùi nước tiểu của mày khó ngửi như nào. Và thế rồi ngày hành hình tiếp theo cũng đã tới. Hôm đó là một ngày mưa dông bão tố, Dell ngậm ngùi và ước rằng mình được gặp các viên quản ngục sớm hơn thì biết đâu ông đã có thể trở thành một người lương thiện. Nhưng mà thôi, đành hẹn kiếp sau. Dell buồn bã trao lại Dr. Tewi cho John giữ, rồi từ từ tiến vào căn phòng xét xử. Người chủ trì buổi hành quyết hôm nay chớ trêu thay lại là Percy. Tại sao tội nó là chớ trêu? Vì Percy vốn dĩ từ đầu đã không ưa gì Dell và con chuột của ông. Thấy Dell ngồi trên ghế điện thì Percy vô cùng hả hê. Thậm chí trong đầu còn có một âm mưu cực kỳ tàn độc. Các bạn có nhớ chi tiết miếng bọt biển không? Có một quy tắc khi hành hình tù nhân là miếng bọt biển chắc chắn phải ướt thì tử tù mới có thể ra đi một cách thanh thản, ít đau đớn. Nhưng mà cái thằng Percy đã giở trò, tranh thủ lúc không ai để ý, đặt miếng bọt biển khô lên đầu của Dell. Đây quá dã man này, tôi sẽ che nó lại. Các bạn cứ tưởng tượng ra cái cột điện bị cháy thì sẽ hiểu.
cảnh tượng kinh hoàng tới nỗi toàn bộ những người chứng kiến phải đứng dậy bỏ về. Riêng với Paul và những cai ngục khác thì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một màn tra tấn độc ác và man dợ đến vậy. Dù không có mặt trực tiếp trong phòng xét xử, nhưng mà John vẫn cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau mà Dale đang phải trải qua. Hành động này của Percy đã giúp hắn nhận về một quả đấm trời giáng. Paul cũng cực kỳ cáu, nhưng mà nhìn vào mặt tích cực thì sau vụ này Percy sẽ không còn ở đây nữa. Trở về phòng giam, Paul thấy John đang ngồi khóc. Thì ra là không chỉ mỗi John có thể cảm nhận được nỗi đau của Dell, mà thậm chí Mr. Jingle cũng vậy. Có lẽ vì không thể chịu nổi nữa nên là nó đã rời khỏi vòng tay của John, bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng mà thôi, chuyện này để sau. Sáng hôm sau, vợ chồng Paul đến nhà sếp chơi. Ông ấy tên là Hal, Hal trong Halloween ấy. Ông này là tù trưởng của Dạm Xanh, sự nghiệp lẫy lừng, mỗi tội là vợ bị bệnh tâm lý, thường xuyên bất ổn, cơ thể ngày càng tiều tụy, không còn chút sức sống nào. Hal rất là muốn chữa cho vợ nhưng mà tất cả các bác sĩ đều bó tay. Chưa chắc đã bó tay đâu. Paul chợt nhớ ra năng lực siêu đặc biệt của John nên là ngày hôm sau đã tập hợp các huynh đệ lại để bàn một kế hoạch đem John Coffee tới để chữa bệnh cho phu nhân của tù trưởng. Kế hoạch sẽ có sự tham gia của tất cả mọi người trừ anh cai ngục trẻ đẹp này vì anh còn có vợ và hai đứa con, nhỡ bị đuổi việc thì chỉ có mà ăn cứt. Và thế là kế hoạch bắt đầu. Tên tù nhân Bill Walton bị dí cho quả thuốc ngủ bất tỉnh nhân sự, còn Percy thì đen hơn, bị bắt gặp khi đang mải đọc truyện hentai. Thế thì thôi, cút vào biệt giam. Bố trí xong xuôi, Paul tới mở cửa cho John, người đã biết toàn bộ kế hoạch này bằng một năng lực tâm linh nào đó. Đang đi thì John đột nhiên bị ngăn lại bởi bàn tay hôi hám của Bill Walton. Cú bắt tay không chặt, nhưng mà John lại tỏ ra cực kỳ đau đớn và tức giận. Spoil luôn là John có khả năng ngoại cảm, có thể nhìn thấy quá khứ của một người bất kỳ anh chạm tay vào. Và trong cảnh này thì anh đã thấy được tội ác của Bill. Tội ác đó là gì thì lát sẽ rõ. Sau đó cả đội mau chóng đưa John tới nhà của Hal. Giữa đêm hôm khuya khoắt mang tù nhân đến nhà riêng của sếp nghe sai rồi. Nhưng mà mọi nghi hoặc của Hal đều bị xóa bỏ khi mà ông chứng kiến John thực hiện Black Magic, đem người vợ của ông trở về nguyên vẹn, xinh đẹp không một dấu vết của bệnh tật. Phép màu giữa đời thực là đây chứ đâu. Như thường lệ thì sau khi làm phép, John sẽ rất mệt và muốn nghỉ ngơi. Cả đội cũng biết vậy nên là nhanh chóng đưa John về. Tuy nhiên thì lần này Paul thì hơi lạ, tại vì không thấy mấy cái thứ bay từ mồm John đâu. Bình thường vẫn thấy mà. Hay lần này có gì bất chắc? Không phải. Thì ra là John đã để dành trong họng để chờ thời cơ chuyển hết sang cho Percy. Percy nốt trọn thứ tạp chất kia xong thì mặt vẫn hồng nghệt ra, chậm rãi bước đi một cách đờ đẫn và rồi quay sang nhìn Bill Walton với đôi mắt ngấn lệ. Đoảng, đoảng, đoảng. Percy lạnh lùng kết liễu Bill trong sự hốt hoảng của tất cả mọi người. Đúng lúc này thì thứ tạp chất kinh khủng kia bắt đầu chui ra khỏi miệng của Percy rồi tan biến vào hư vô. Paul bàng hoàng hỏi John tại sao làm vậy. John không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Paul và cho anh xem toàn bộ những tội ác mà tên Bill Walton đã gây ra. Cứ thế những hình tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt Paul. Và bạn biết gì không? John vô tội thật. Thủ phạm hãm hại hai bé gái xấu số kia lại chính là Bill Walton. John chỉ là người phát hiện ra và cố gắng cứu sống hai đứa trẻ mà thôi. Tuy nhiên như vậy là không đủ để Paul có thể giúp John thoát khỏi án tử hình. Nhưng mà Paul vẫn mạnh dạn hỏi John là có muốn làm Michael Scofield không? Vì các anh em quản giáo ở đây sẽ giúp một tay. John nghe vậy rất là cảm kích, nhưng mà không, anh không cần bất cứ sự giúp đỡ hay là trả ơn nào hết. John đã quá mệt mỏi với việc sống từ ngày này qua ngày khác, cô đơn một mình, bị đối xử tệ bạc. Và hơn hết là phải chứng kiến con người đối xử tệ bạc với nhau hàng ngày. Nếu sống mà đau khổ như vậy thì thà chết còn hơn. Và thế là John đã chính thức từ chối cơ hội được sống của mình. Và ngày hành quyết cuối cùng cũng tới. John từ từ ngồi vào ghế điện trước sự móc mỉa và chửi mắng của người nhà nạn nhân. Khi được hỏi anh muốn trân trối điều gì, John chỉ nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã xuất hiện trên cuộc đời này. Paul nắm tay John một lần cuối để cầu xin sự tha thứ. Và rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến. Từ đó trở đi, Paul không dám tham gia vào bất cứ một buổi hành quyết nào nữa. Ông chuyển luôn sang trại cải tạo thanh thiếu niên để ngăn chặn tội phạm từ trong trường nước. Trở lại với hiện tại thì Paul giờ đây đã lão hóa thành một cụ già. Nhưng mà không phải cụ già kiểu bình thường. Chuyện là năm xưa sau khi tiếp xúc với John thì Paul đã được chuyển lại một năng lực gì đó khiến ông sống lâu hơn người bình thường. Đối với nhiều người thì đây có thể là một món quà, nhưng mà đối với Paul thì ông coi đây là một hình phạt, một sự trừng trị vì đã gián tiếp dập tắt một phép màu của Thượng Đế. Nhưng bạn biết điều gì còn bất ngờ hơn số tuổi của Paul, đó là Mr. Jingle. Chú chuột đầu bếp năm xưa vẫn còn sống nhàn răng do năm xưa chắc là cũng được John truyền lại cho một ít sức mạnh. Cơ mà cũng chính vì thế giờ một câu hỏi xoắn não được đặt ra là nếu John có thể khiến một con chuột sống lâu đến thế thì liệu Paul sẽ còn phải sống thêm bao nhiêu năm trên cõi đời này nữa? Chưa một ai có thể giải đáp câu hỏi này, chỉ biết rằng bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký cho hệ thống kênh của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.